Lầu đế tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư 15 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Peter Taxon, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện về lao động và phẩm giá của lao công. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc tử đạo vì đức tin của cha Bernardigal, người Ấn Độ. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tôn vinh danh Chúa trong cuộc sống khi tôi hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Roma, nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời 15 tháng 8 hôm nay, cộng đồng Thánh Egidio phát động phong trào mừng lễ chung với các anh chị em di cư và người già trong nhiều thành phố tại Italia mọi gia đình đều được mời gọi đi ra khỏi nhà để mừng lễ chung với người già neo đơn và người di cư. Đây đã là truyền thống được cộng đồng Thánh Egidio phát động từ nhiều năm qua, nhắm mục đích đem lại một chút tươi vui và tình huynh đệ, chia sẻ với các anh chị em cô đơn hay gặp nhiều khó khăn chống đối và nghi ngờ hay bất khoan nhượng trong thông cáo công bố tên 19 thành phố nơi tổ chức bữa ăn huynh đệ nhằm cố võ sự hội nhập và chung sống. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, có nhiều anh chị em di cư làm việc trong các gia đình Italia, săn sóc người già và chăm lo cho trẻ em. Trong ba ngày nghỉ giữa tháng 8, đây là dịp rất tốt để củng cố tương quan huynh đệ liên đới này và cũng là một cách nhìn về tương lai với tinh thần trách nhiệm không sợ hãi, nhưng hội nhập và chung sống để bảo đảm cho nhiều anh chị em di cư đã trở thành công dân Italia được an ninh và có công an việc làm. Baghdad, các giám mục công giáo Can Đê kêu gọi hòa bình lâu bền cho Iraq và toàn vùng Trung Đông cũng như đối thoại giữa Hoa Kỳ và Iran các giám mục can đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi dân chúa sau công nghị triệu tập tại thủ đô Baghdad trong các ngày từ mùng 7 tới 13 tháng 8 vừa qua. Công nghị đã do Đức Hồng Y. Louis Raphael Sacco thượng phụ can đê chủ tọa với sự tham dự của các giám mục Iraq và hải ngoại như Australia, Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Iran, Liban và Syria các vị đã xin mọi người góp phần cầu nguyện cho tôn giáo được hưởng hòa bình lâu dài và ổn định trong toàn vùng trung đông cũng như tại yemen là nơi đang có cuộc nội chiến liên quan tới cuộc chiến tranh tâm lý giữa hoa kỳ và iran các vị cầu mong hai nước đi theo con đường đối thoại và ngoại giao để giải quyết các xung khắc vì các biện pháp trừng phạt kinh tế chỉ gây thêm khổ đau cho thường dân mà thôi chứ không đạt được các kết quả mong ước đó đã là kinh nghiệm của Iraq trong 13 năm cấm vận. Trong công nghị, các giám mục can đê cũng đã phân tích tình hình bạo lực đẫm máu trong vùng Trung Đông và điều kiện sống của Cộng đoàn Kitô địa phương. Sau thảm cảnh do các lực lượng hồi cuồng tín ISIS gây ra, tiến trình tái sinh đang từ từ trở lại trong vùng. Giáo hội Iraq dấn thân ủng hộ việc củng cố sự hiệp nhất quốc gia. Các giám mục cũng khích lệ hàng lãnh đạo chính trị chống lại nạn gian tham hối lộ, cố gắng tạo công ăn việc làm cho dân chúng tránh óc phe phái bộ tộc đối xử công bằng với mọi công dân tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người nền dân chủ và đa nguyên các vị cũng xin cộng đồng quốc tế trợ giúp hồi hương người tị nạn nhất là các ki tô hữu vùng bình nguyên ninive giáo hội sẽ cố gắng bảo đảm các sinh hoạt mục vụ xã hội và nhân đạo và mời gọi tín hữu kiên trì nhẫn nại và hy vọng các vị cũng chúc mừng lễ hiến tế anh chị em hồi giáo cử hành vào ngày 21 tháng 8 này. Addis Ababa, Giáo hội Chính thống Ethiopia đã phát động 16 ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Jijiga, trong vùng Somalia, là nơi đã xảy ra các vụ bạo động giữa các bộ tộc trong vùng, khiến cho 30 người thiệt mạng. Đức Thượng phụ Matthias thứ nhất và Thánh công nghệ giáo hội chính thống Ethiopia đã quyết định như trên nhân dịp chuẩn bị lễ Đức Mẹ ngủ ngày 15 tháng 8. Các vụ bạo động đã xảy ra khi dân quân thuộc bộ lạc Liyu do ông Abdi Inlay chỉ huy đã tìm cách chấm dứt một cuộc họp của Quốc hội miền và các đại diện của tỉnh Dire Dawa đến tố cáo các vi phạm quyền con người, các đồng độ đã khiến cho quân đội chính phủ can thiệp bao vây các trụ sở, dinh quốc hội và dinh thống đốc vùng là ông Abdi Itlay. Cơn lốc bạo lực đã khiến cho ông Itlay xung khắc với chính quyền trung ương Addis Ababa, khiến ông từ chức và bị bắt giữ. Giáo hội chính thống cũng bị vạ lây trong cơn lốc bạo lực, đã có ít nhất 7 nhà thờ bị đốt phá và 6 người gồm các linh mục và giáo dân bị thiệt mạng. Tân Thủ tướng Abdi Ahmed đã đến viếng thăm vùng này để lượng định tình hình. Các giáo sứ chính thống tại Chichika đã cứu trợ 20.000 người Ethiopia, nạn nhân của bạo lực tại đây. Goa, Hiến pháp Ấn Độ lâm nguy và nhiều người sống trong bất an, cần cấp bách bảo vệ các giá trị của Hiến pháp, bao gồm quyền tự do hành đạo, đức cha philippe neri ferrao tổng giám mục gua và daman đã khẳng định như trên trong thư mục tử gửi tín hữu toàn giáo phận đức cha viết trong thư trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp tới chúng ta phải nỗ lực hiểu biết hiến pháp một cách rõ ràng hơn để bảo vệ nó trong các thời gian qua chúng ta nhận thấy có một khuynh hướng mới muốn áp đặt sự đồng nhất liên quan tới việc ăn mặc và sống kể cả liên quan tới việc tôn thờ ai đây là một loại duy một văn hóa độc nhất các quyền con người bị tấn kích và nền dân chủ xem ra gặp nguy hiểm các nhóm tôn giáo thiểu số lo sợ cho sự an toàn của họ và người dân bị nhổ khỏi gốc rễ đất đai và nhà cửa của họ nhân danh phát triển các nạn nhân đầu tiên là những người nghèo nhất người ta dễ dàng trà đạp quyền của dân nghèo vì rất ít người dám lên tiếng phản đối Tổng giáo phận Guadaman có 26% trên tổng số 1,5 triệu dân là tín hữu công giáo. Trong các tuần qua, Đức cha Anin Kuto, Tổng giám mục New Delhi, cũng đã kêu gọi các linh mục toàn Tổng giáo phận thủ đô cầu nguyện cho đất nước trong viễn tượng các cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019 tới đây và giữa bầu khí chính trị sôi động đe dọa nền dân chủ và tính cách đời của chính quyền thư của Đức Cha đã được đọc trong mọi nhà thờ giáo xứ New Delhi. Trong thư, Đức Cha cầu mong luôn lý đạo đức của nền dân chủ đích thật được tôn trọng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Các tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ càng ngày càng bị các nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn công trong 4 năm cai trị của Thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng Bharatiya Janata. Các người Ấn giáo cuồng tín đã phê bình thư của Đức Cha Kuto và nói rằng nó góp phần lôi kéo các lợi lộc phe nhóm. Tại Ấn Độ, các kỳ tô hữu chỉ chiếm 2% trên tổng số 1,3 tỷ dân, trong đó có 80% theo Ấn giáo và 14% theo Hồi giáo. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần thứ hai nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện về lao động và phẩm giá của lao công. Kính thưa quý thính giả, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 5 năm Đức Thánh Cha Francisco rất hay đề cập đến đề tài lao động. Trong thông điệp Niềm vui phúc âm, Ngài định tính lao động với bốn từ tự do, sáng tạo, tham gia và liên đới. Đây là một giải thích có chương trình và đặt nền tảng mà Đức Tổng giám mục Bergoglio đã sử dụng tại Buenos Aires năm 2003 để giải thích thông điệp nhờ lao động, laborem essentiens do Đức Giáo Hoàng Phaolô II công bố ngày 14 tháng 9 năm 1981. Để đào sâu thêm vấn đề lao động và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống con người và xã hội, chúng tôi xin gửi tới quý vị phần thứ hai bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Tuchson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện về lao động và phẩm giá của lao công. Thưa Đức Hồng Y, chúng ta có thể định nghĩa hệ thống đánh giá và lượng định giá trị các cá nhân dựa trên việc thừa nhận công lao của họ như thế nào. Như là liều thuốc chống lại nạn gian tham hối lộ trong thế giới lao động, việc định nghĩa các tiêu chuẩn rõ ràng liên quan tới sự lớn mạnh nghề nghiệp và các cơ may đồng đều cho việc có công ăn việc làm, đặc biệt cho phụ nữ, có đủ hay không? Theo tôi có thể chống lại tệ nạn gian tham hối lộ trong thế giới lao động, bằng hệ thống thừa nhận công lao của người làm việc bằng cách trao ban giá trị lớn hơn cho các công lao và phẩm chất của công việc làm của công nhân trong việc gia tăng lao động tuy nhiên cả tiêu chuẩn đánh giá theo công lao cũng không được quá đề cao như bên nhật bản nơi việc tìm kiếm công lao đôi khi dẫn đưa con người tới chỗ tự tử bởi vì họ cảm thấy không thể đạt tới các tiêu chuẩn cao và các đòi hỏi của xã hội và thế giới học đường hay thế giới lao động trong trường hợp này, công lao trở thành cái gì tiêu cực trong cuộc sống con người. Ngoài ra để chống lại nạn tham ô hối lộ trong thế giới lao động, có thể rất ích lợi việc soạn thảo các tiêu chuẩn rõ ràng về sự tăng trưởng nghề nghiệp, phục vụ lâu năm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc làm, có óc sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm, đào tạo và hướng dẫn các công nhân khác vân vân. Có vài nghiên cứu trong đó có nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho rằng sự hiện diện của nữ giới trong thế giới lao động khiến cho việc gian tham hối lộ ở vào các mức thấp hơn như vậy xem ra đáng cầu mong bảo đảm cho chị em phụ nữ có các quyền bình đẳng và các cơ may có công ăn việc làm chắc chắn một môi trường quân bình hơn liên quan tới sự hiện diện của nữ giới nam giới theo ý tôi có thể giảm mức độ tranh đua cũng như khuynh hướng gian tham hối lộ Ngoài ra việc phụ nữ có thể đạt tới thế giới lao động có thể vén mở cho thấy như trong trường hợp của Italia. Đó cũng là một yếu tố quan trọng để chống lại việc giảm nhân số mạnh mẽ. Trong hội nghị quốc gia lần thứ ba về gia đình tổ chức hồi cuối tháng 9 năm 2017 tại tòa thị sảnh Roma, người ta đã khẳng định rằng việc tham gia tích cực của chị em phụ nữ vào thế giới lao động cùng với các đường lối chính trị khích lệ việc làm cha làm mẹ và nâng đỡ gia đình, tạo thành một yếu tố an ninh, định đoạt cho việc rộng mở cho sự sống từ phía các cặp vợ chồng trẻ. Thưa Đức Hồng Y, thế giới kinh tế và tài chánh đã bị khiêu khích bởi tư tưởng của giáo hội về đề tài lao động. Nó đã lãnh hội gì làm kho tàng của mình? Trong thông điệp Laudato Si Đức Thánh Cha Phan Cô khích lệ thế giới tài chính và kinh tế, nhìn xa hơn lợi ích kinh tế và lời lãi và tìm ra các hình thức hướng tới thiện ích chung. Như là Tổng trưởng của một bộ của Trung ương Tòa Thánh, tôi có nhận thức sống động về một sự gia tăng từ từ các sáng kiến trên bình diện doanh nghiệp và tài chính hướng tới chỗ thăng tiến phát triển xã hội và môi sinh một sự cởi mở tiệm tiến cho các hình thức sinh hoạt kinh tế có chiều kích của sự nhưng không và hiệp thông như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cầu mong trong thông điệp Bác Ái trong chân lý. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế bắt đầu từ năm 2008 đã gia tăng ý thức sự cấp thiết của một tinh thần trách nhiệm xã hội rộng rãi hơn về doanh nghiệp. Người ta càng ngày càng phổ biến xác tín dựa trên nền tảng của nó việc quản trị doanh nghiệp không thể chỉ chú ý tới các lợi lộc của các chủ nhân nhưng cũng phải để ý tới lợi lộc của tất cả các chủ thể khác góp phần vào cuộc sống của doanh nghiệp đó là các công nhân các khách hàng các người cung cấp các yếu tố sản xuất khác nhau và cộng đoàn quy chiếu đồng thời cuộc khủng hoảng đã tăng tốc việc suy nghĩ trở lại các mô thức phát triển thị trường tạo thuận tiện cho các hình thức kinh doanh mới các hình thức trung gian giữa công chúng và tư nhân của các doanh nghiệp xã hội không loại trừ lợi nhuận nhưng coi nó như một dụng cụ để thực hiện các mục đích nhân bản và xã hội, chẳng hạn như việc hội nhập các người kém may mắn vào trong thị trường lao động. Nguyên Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình trong quá khứ qua hai hội nghị quốc tế về đầu tư đụng chạm đã suy tư về tài chính xã hội đầu tư trong các doanh nghiệp đụng chạm mạnh tới xã hội cả khi có hy sinh đi một phần nhỏ lợi nhuận của mình trong thông điệp lâu si, lao động đã trở thành một vấn đề môi sinh bất cứ hình thức lao động nào cũng giả thiết một tư tưởng về tương quan mà con người có thể hay phải thiết lập với tha nhân như thế lao động phải chú ý tới sự liên tác động của nó với xã hội và với môi sinh chung quanh thí dụ doanh thương và công việc của con người thông thường không chú ý tới môi sinh như một yếu tố cần bảo vệ và kiện toàn, nhưng đúng hơn như là một môi trường để khai thác qua việc tàn phá các tài nguyên gây thiệt hại cho những người yếu đuối và cần được trợ giúp nhất. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Phan Cô khẳng định rằng chính lao động diễn tả tột đỉnh hành động đáng lý ra phải luôn luôn được thúc đẩy bởi nguyên lý săn sóc, chứ không bao giờ là khai thác con người phải săn sóc môi sinh trong đó nó đặt để các sinh hoạt sản xuất của mình giữa con người và môi sinh trong một nghĩa nào đó phải thiết lập một tương quan trao đổi với nhau trái đất lo lắng cho các nhu cầu của con người và con người phải lo lắng cho hạnh phúc của thụ tạo và của trái đất mục đích là con người duy trì ngôi vườn như chúa đã ban cho nó mà không khiến cho nó trở thành một sa mạc Việc nghiên cứu sự va chạm môi sinh phải đi trước việc soạn thảo mọi chương trình sản xuất và phải chú ý tới các điều kiện làm việc và các hiệu quả có thể có đối với sức khỏe thể lý và tâm lý của con người, đối với nền kinh tế địa phương, đến an ninh vân vân. Việc che chở môi sinh sẽ phải là phần toàn vẹn của tiến trình phát triển và không được xem xét một cách cô lập. Kỹ thuật 4.0 đang thay đổi mô thức nhân loại học về việc làm, ngày càng liên kết với nhau hơn từ phía này với phía khác của thế giới và bị di dời. Trong thời đại của các máy móc và người máy, đâu là ý nghĩa mà công việc sẽ có đối với cuộc sống con người? Thưa Đức Hồng Y. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ 4 của cái được định nghĩa là kỹ nghệ 4.0, liên quan tới các phát triển của trí thông minh nhân tạo các kỹ thuật nano các kỹ thuật sinh học và kỹ thuật số và các áp dụng của chúng vào trong thế giới lao động cần chú ý tới quan niệm nhân loại học kitô dựa trên đó con người được mời gọi là chủ thể của kỹ thuật chứ không phải là đồ vật phương tiện kỹ thuật là và phải là hoa trái của trí thông minh của con người như đức giáo hoàng phao lô sáu đã khẳng định trong thông điệp tiến bộ các dân tộc kinh tế và kỹ thuật chỉ có ý nghĩa trong tương quan với con người mà chúng phải phục vụ. Kỹ thuật tự nó không tốt cũng không xấu. Tất cả tùy thuộc việc sử dụng của chúng ta. Tất cả tùy thuộc sự kiện nó được đặt để phục vụ phát triển con người toàn diện, phát triển con người và tất cả mọi người. Trong trường hợp ngược lại, như Đức Biển Đức 16 đã nhắc nhớ chúng ta trong thông điệp bác ái trong chân lý Kỹ thuật có nguy cơ biến thành một dụng cụ phá hủy con người. Từ đó cần phải dành ưu tiên cho luân lý trên kỹ thuật, quyền tối thượng của con người trên các sự vật, sự cao vượt của tinh thần trên vật chất. Trước việc sử dụng các máy móc, các người máy và các kỹ thuật mới, việc phân biệt giữa thiện và ác trở thành nền tảng, hiểu biết xem việc sử dụng các dụng cụ đó có lợi hay không, có lợi cho con người và sự phát triển toàn vẹn của nó trong trường hợp khẳng định thì giữa sự phát triển nhân bản và kỹ thuật có một vòng tròn nhân đức hoạt động trong hai chiều nếu việc canh tân kỹ thuật tạo thuận tiện cho sự phát triển nhân bản và phát triển kinh tế bằng cách gia tăng sản xuất của các công nhân và hiệu năng của các nhà cung cấp các phục vụ và các hãng xưởng nhỏ thì tới lượt mình sự phát triển nhân bản là một dụng cụ quan trọng đối với sự phát triển kỹ thuật diễn tả tiềm năng của con người của óc sáng tạo của con người vai trò của giáo hội chắc chắn là trợ giúp cộng đoàn nhân loại trong công trình phân định bằng cách cảnh giác nó trước các lệch lạc có thể xảy ra của mô thức kỹ thuật đặc biệt là sự bắt con người phục vụ kỹ thuật và sử dụng các kỹ thuật mới làm hại cho chính con người các nghiên cứu về sự va chạm của các kỹ thuật số mới và của các máy móc thông minh trên thế giới lao động và công ăn việc làm mâu thuẫn. Bên cạnh các dự báo tai ương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng với 2 triệu công ăn việc làm được tạo ra nhờ các kỹ thuật mới, sẽ có 7 triệu công ăn việc làm bị mất đi. Có các dự đoán có thể đúng hơn của hai tổ chức Ốc và Ung Tát, tức là Tổ chức Cộng tác Phát triển Âu Châu và Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc dù sao đi nữa vẫn còn có vấn đề của một dự kiến gia tăng các bất bình đẳng trong các thu nhập và cả bởi vì các khuynh hướng của lao động nói chung nữa thật ra điều này xem ra có hình thức của một đồng hồ nước hay đồng hồ cát người ta giảm giới trung lưu để giảm vài loại công việc bàn giấy mà giờ đây máy móc có thể làm thay nhưng vẫn còn có ở ngọn nguồn các sáng tạo có thể canh tân và làm chủ các kỹ thuật trong khi ở gần hơn thì có một loạt các phẩm chất thấp trước tình trạng này cần có các biện pháp trên nhiều mặt một đằng là các đường lối chính trị tái phân phối thuế khóa có thể thu vào sự giàu có mới trong đó có một phần gia tăng nhờ thu nhập của chủ nhân các máy móc cả trên bình diện quốc tế và bình diện của việc điều hành sự canh tân kỹ thuật qua các cơ quan và tổ chức thích hợp đàng khác là bình diện của một sự thay đổi văn hóa chú ý tới sự cần thiết biến đổi và thay thế các công việc cũ với các công việc mới một cách nhanh chóng hơn trong quá khứ từ đó sự cần thiết khích lệ khả năng thích ứng với sự thay đổi và tạo ra ở những nơi có thể một liên minh với kỹ thuật coi nó như thật sự nó là một trợ giúp chứ không phải một thay thế con người trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ phải học chung sống với các người máy cho các máy móc này sinh hoạt đòi hỏi một tốc độ cao hơn và tính cách máy móc và để lại cho con người các sinh hoạt đòi hỏi việc dùng lý trí, sự phân định và tri thức là các đặc tính của con người. Thưa Đức Hồng Y, Tây phương đang sống trong sự sợ hãi, nó tin rằng các làn sóng di cư có thể ăn cắp công ăn việc làm của các công nhân Âu châu hay tin rằng lao động ngày càng bị trả lương ít hơn. Đức Hồng Y có thể nói gì về điểm này? Đây là các khẳng định phải được xem xét lại, không thể nói một cách quá đơn sơ rằng người di cư ăn cắp công ăn việc làm của các công dân Âu châu. Đúng hơn phải nói là họ sẵn sàng làm những việc mà thường các công dân Âu châu không muốn làm nữa. Sự kiện đó là việc vào trong thị trường lao động của các người di cư sẵn sàng chấp nhận đồng lương thấp hơn, đã đưa tới việc hạ giá việc làm và như thế đưa tới sự kiện và nhiệm vụ thực sự được trả lương thấp hơn trước khi có làn sóng di cư của các năm qua thì chính các doanh nghiệp các hãng xưởng để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn đã đi tìm giá công nhân rẻ hơn tại các quốc gia nghèo hơn và đã di rời các hoạt động của họ hay một phần các hãng xưởng của họ để khai thác lợi điểm công nhân rẻ và với các âm hưởng hiển nhiên liên quan tới công ăn việc làm tại các nước âu châu đặc biệt đối với các công nhân ít chuyên môn hơn giải pháp cũng là một lệnh luân lý cho việc giảm giá công việc làm đó là cải tiến các điều kiện sống của các nhân công ở các nước đang trên đường phát triển và của người di cư trong các nước âu châu với thù lao thích hợp hơn một đồng lương công bằng hơn chỉ như thế mới có thể bảo đảm cho tất cả mọi công nhân một công việc làm xứng đáng với phẩm giá con người Thưa Đức Hồng Y, đâu là các lời khích lệ hy vọng Đức Hồng Y đưa ra một cách đặc biệt cho những người trẻ không tìm ra việc làm? Sự gần gũi của tôi với tất cả các người trẻ thất nghiệp, những người trẻ không học hành và không tìm ra công ăn việc làm bởi vì họ đã mất tin tưởng nơi khả thể tìm ra một công việc. Với các bạn trẻ đó, tôi có thể nói là đừng đầu hàng, tiếp tục dấn thân, học hành và hy sinh, khích lệ tinh thần sáng kiến và cộng tác của họ để phát triển các tư tưởng mới và các dự án làm việc mới. Việc mất tin tưởng, thiếu hy vọng theo tôi không được thuộc các thế hệ trẻ, được ghi dấu bởi năng lực, sức sinh động và óc tưởng tượng đặc biệt của tuổi trẻ. Sự mất tin tưởng và thiếu hy vọng là các tâm tình mà các thế hệ người lớn đã gặp các chướng ngại và các ảo tưởng trong việc hội nhập thế giới lao động có thể đã thông truyền cho họ. Điều mà chúng ta phải thông truyền cho các thế hệ trẻ trái lại phải là một giá trị mà người ta còn nói tới quá ít, đó là giá trị của khả năng đương đầu với các điều kiện thù nghịch mà không đánh mất đi niềm hy vọng hay nhân đức của sự mạnh mẽ. Đó, hỡi các bạn trẻ, hãy mạnh mẽ và hãy kiên trì trong việc tìm kiếm công an việc làm và đừng để cho mình thối chí nản lòng điều thứ hai cần lôi kéo sự chú ý trên sự kiện tuy lao động là một quyền nền tảng của con người nhưng nó cũng là một bổn phận của con người con người phải làm việc vừa bởi vì đấng tạo hóa đã truyền lệnh cho nó vừa để đáp ứng các đòi hỏi sinh sống và phát triển chính nhân loại lao động được giới thiệu như bổn phận luân lý trong tương quan với tha nhân trước hết là với gia đình nhưng cũng là với xã hội mà một người tùy thuộc và với quốc gia mà mình là con cái với toàn nhân loại mà chúng ta là thành phần có lẽ chúng ta phải nhấn mạnh trên việc thông truyền cho giới trẻ bắt đầu ngay từ thời thơ ấu từ việc đào tạo trong gia đình và tại học đường giá trị của lao động bằng cách dạy cho chúng biết rằng lao động là một quyền nhưng cũng là một bổn phận như thế tôi cho rằng một cách nền tảng giáo dục bổn phận làm việc phải là phần của một việc đào tạo rộng rãi hơn của giới trẻ như là các công dân. Cần phải củng cố nơi người trẻ ý thức của họ thuộc cộng đoàn, thuộc xã hội, thuộc quốc gia. Thật thế tâm tình tùy thuộc này đã bị sự toàn cầu hóa và các phương tiện kỹ thuật như là điện thoại và máy vi tính lưu động, smartphone, máy vi tính nhỏ sách tay, các loại máy vi tính vân vân cô lập họ khỏi thực tại chung quanh và gắn liền họ với một thế giới ảo chỉ có trong mạng trước thách đố hiện tại của việc hội nhập thế giới lao động không được để cho người trẻ một mình họ phải được đồng hành bởi gia đình học đường giáo sứ và xã hội cần phải đồng hành và giúp họ biết phân định ơn gọi riêng làm việc khám phá ra chiều kích tinh thần của lao động và nhìn lao động như là một sứ mệnh như là sứ mệnh riêng trong cuộc sống tuy nhiên đồng thời đó cũng là trách nhiệm của người lớn hướng dẫn giới trẻ một cách phù hợp với các khát vọng và khả năng của họ hướng tới các nghề nghiệp đang kiếm công nhân trên thị trường từ đó tầm quan trọng của việc thay đổi trường học lao động để trường học thực sự là một đầu tư cho thế giới lao động và là một bàn nhún cho việc hội nhập công việc cần đồng hành với giới trẻ cả trong những lúc chuyển lên trường cao học sau khi kết thúc trung học họ được hướng dẫn tới các khả thể đào tạo tiếp theo và được hướng dẫn theo các tiềm năng của từng người. Thật vậy, số người trẻ thất nghiệp cao tại Italia khiến cũng phải thảo luận liên quan tới hệ thống giáo dục của một quốc gia. Để trả lời cho tình trạng cấp bách cần công ăn việc làm sẽ thật thích hợp một việc cải tổ hệ thống giáo dục để nó được định hướng nhiều hơn và đáp ứng đòi hỏi công việc làm hiện nay tại Italia cũng như trên toàn thế giới tiếp tục chương trình Mai Châu sinh thuật lại cuộc tử đạo về đức tin của cha Bernard Digan, người Ấn Độ. Cách đây 2 năm, Tổng giáo phận Kuntak Bunhaneswar bên Ấn Độ đã bắt đầu tiến trình phong thánh cho hàng trăm Kitô hữu là nạn nhân của bạo lực do những tín đồ Ấn giáo cực đoan gây nên. Trong số các nạn nhân bị những kẻ cực đoan Ấn Độ thảm sát, chỉ vì lý do thanh trừng sắc tộc, có cha Petnan Dingan. Mười năm trước, ngày 23 tháng 8 năm 2008, gần đến thăm các giáo sứ ở quận Kanhaman. Trong khi ở đó, cha nghe tin Swami Lathmananda Saraswati, lãnh đạo của đảng Vishnu Hindu Parishad, vừa bị giết. Các lãnh đạo của các phong trào chính trị cực đoan đã đổ trách nhiệm về cái chết này cho các kỳ tư hữu, dù nhóm chính trị của các cộng sản Mao đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại này. Ngày 25 tháng 8, ngày ăn táng của Swami, cha Digan bị đánh thức bởi những tiếng la hét của đám đông trước giáo sứ Sanrahon, đang hô các khẩu hiệu chống lại Kitô hữu. Dài giờ sau tăng lễ, các cuộc bạo động và tấn công vào các làng mạc và các nhà thờ Kitô giáo bắt đầu. Cha Digan kể rằng đêm đó họ cướp bóc và đốt cháy nhà thờ và sách lễ. Cha Alexander Chandi và cha Digan sợ hãi và chạy trốn vào rừng. Họ tìm được nơi trú ẩn trong đống đổ nát của một nhà thờ đã bị phá hủy bởi những kẻ cực đoan tại làng Dudu gia gần đó. Nhưng đám đông điên cuồng đuổi theo các ngài. Khi được đưa đến bệnh viện sau khi cuộc tấn công, cha Digan kể, Tôi cầu xin họ, nhưng họ không nghe tôi. Những cây gậy quất tới tấp vào tôi như mưa, Họ lột trần tôi và sau đó cứ đánh tôi trong 10 tiếng đồng hồ. Họ bỏ đi khi nghĩ rằng tôi đã chết. Ngày hôm sau, người tài xế đã trở lại đưa cha đến bệnh viện ở Hombaneswa. Cha Digan được đưa vào bệnh viện Chennai ở Tamil Nadu và được mổ cấp cứu để lấy một khối máu bầm trong não. Hai ngày sau, ngày 27 tháng 8, các lá phổi của cha suy yếu và cha bị khủng hoảng hô hấp nghiêm trọng và phải thở nhân tạo. Cho dù những cố gắng chữa trị của các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của cha ngày càng yếu và cha đã qua đời ngày sau đó. Cuộc tấn công điên cuồng chống Kitô hữu ở Omai đã phá hủy hơn 290 làng Kitô giáo ở quận Kanhaman, đốt các tòa nhà, nhiều người buộc phải cải đạo sang Ấn Độ giáo. 70 người chết và 50.000 người phải rời nhà cửa của họ hơn 500 gia cư của Kitô Hữu và 170 nhà thờ bị thiêu đốt. Tại bệnh viện, cha Gan vẫn lo lắng cho dân của mình, cha nói. Trong khi tôi ở đây để chữa trị cho bản thân mình, những người dân của tôi trốn trong rừng và cũng không được an toàn. Có những bà mẹ đang cho con bú, trẻ em, người trẻ và người già. Tất cả sự sống của họ đều như treo lửng như bởi một sợi chỉ. Trong hoảng sợ, Mọi người phẫn nộ, tàn bạo và cực hình đã được sử dụng để chống lại các kỳ tơ hữu không vũ trang. Từ nam giới, phụ nữ đến trẻ em, tất cả đều bị đối xử tàn bạo giả man. Trong lễ an tán của cha Digan, đức cha Rafael Genat, tổng giáo phận Kuntat Hubanescua đã nói về cha Digan. Cha Digan là quản lý của giáo phận, Ngài là một linh mục nhạy cảm, rộng lượng và luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các tu sĩ khác trước khi lo cho nhu cầu của cá nhân mình. Cha liên tục tìm kiếm sự hiệp thông huynh đệ. Đức cha của Tổng giáo phận Kuntat Hubanitswa tin rằng cha Digan đã được trao cho Triều Thiên tử đạo. Cha đã được nhận cành lá chiến thắng từ các thánh trên thiên quốc. Đức cha cho biết, từ khi bắt đầu những cuộc bạo lực chống lại các Kitô tô hữu từ tháng 12 năm 2007, cha Digan luôn muốn ở cùng dân của Ngài để cộng tác và hoạt động trợ giúp và phát triển, cổ võ những sáng kiến hòa bình. Cha Digan luôn hoạt động gì? các khi tô hữu nạn nhân của cuộc tàn sát và Ngài có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria và siêng năng đọc kinh măng côi. Cha Digan thường nói với mọi người cách tìm nơi nương ẩn và sự trợ giúp nơi Đức Mẹ ngay cả trong giây phút ảm đạm thất vọng nhất. Nhiều tín hữu cũng nhắc đến cha, nhà truyền giáo nhiệt thành, phục vụ cho dân chúng, người biết dùng những lời tha thứ để đối lại với những người sử dụng bạo lực, làm việc không ngừng để hoán cải họ và hoạt động không ngừng cùng với các kỳ tư hữu canhaman, những người chịu bạo lực và sỉ nhục đủ mọi cách. Nhân đức của cha là khiêm nhường, khả năng tha thứ cảm thức công bằng và hy sinh chính mình cho đến chết. Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tôn vinh danh Chúa trong cuộc sống Kitô hữu. trong tiểu sử Thánh Francisco thành Assisi có thuật lại rằng một hôm khi ra khỏi tu viện, Thánh Francisco gặp thầy Ginepro. Thầy là người đơn sơ tốt lành và được thánh nhân rất quý mến. Vừa gặp thầy, Thánh Francisco nói: "Thầy Ginepro, nào, chúng ta hãy đi giảng." Thưa cha, cha biết là con ít học, làm sao con có thể nói với dân chúng được? Nhưng vì thánh nhân cứ nói đi nói lại, nên thầy Ginepro đồng ý cả hai đi khắp thị trấn cầu nguyện trong thinh lặng cho những người đang làm việc trong các cửa tiệm và trong vườn. Họ tươi cười với các trẻ em và đặc biệt là những người nghèo. Họ trao đổi vài lời với những người già cả, âu yếm người bệnh, giúp đỡ một phụ nữ mang thùng đầy nước. Sau khi rảo qua nhiều lần trong thị trấn, Thánh Phan Cô nói, Thầy Ginepro, đến giờ trở về tu viện rồi. Ủa, thưa cha, còn bài giảng khi nào chúng ta sẽ làm? Thánh Phan Cô cười đáp, chúng ta đã làm rồi, chúng ta đã giảng rồi. Kính thưa quý vị thính giả, bài học của Thánh Phan Cô trong giai thoại trên đây thật chí lý, nhưng muốn nhắc nhở cho Thầy Ginepro và mọi người về chân lý. Khi tôi hữu phải giảng lời Chúa, phải làm chứng nhân cho Chúa và tôn vinh danh Ngài bằng chính cuộc sống của mình. Nếu bạn mang trong túi bình xả hương thì bạn chẳng cần nói cho mọi người biết điều đó hữu xạ tự nhiên hương. Bài giảng hay nhất chính là bạn. Điều tôn vinh Thiên Chúa hơn cả là chính cuộc sống của bạn phản ánh cuộc sống của Ngài. Trong bài tuần trước, chúng tôi đã bàn đến ý nghĩa lời cầu thứ nhất trong Kinh Lạy Cha, Chúng con nguyện danh cha cả sáng. Khi đọc lên lời nguyện này, thì đồng thời Kỳ Tô Hữu cũng được mời gọi tôn vinh danh Chúa trong chính cuộc sống của mình. Theo tâm lý tự nhiên của con người, ước muốn được vinh danh, nở mày nở mặt không những cho mình, nhưng cho gia tộc mình là một động lực hết sức quan trọng điều khiển các hoạt động của con người. Trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Daniel Kennedy có chứng dẫn nhận xét của nhà phân tâm học Sigmund Freud nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã. Huyễn là rực rỡ vẽ vang, thị dục huyễn ngã là lòng muốn được người khác cho mình là vẽ vang quan trọng. Triết gia John Dewey nói, thị hiếu mạnh nhất là thị dục huyễn ngã. Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình, loại vật không có dục vọng háo danh đó. Và nhiều nhà người ta thấy treo trên tường đủ thứ bằng cấp, giải thưởng, bằng vinh dự. Sự ao ước được nổi tiếng, được vinh danh là một cái gì tự nhiên của con người. Làm sao chúng ta có thể dung hòa hai cái điều, một đàn nguyện xin danh cha cả sáng và đồng thời bảo vệ và tôn trọng danh dự của bản thân, gia đình và toàn thể của chúng ta. Thực ra tìm danh dự cho mình và cho những người chung quanh tự nó không phải là điều xấu. Nhưng cần nhắm tới vinh danh Chúa trước hết và dồn mọi lỗ lực cho ý hướng này và ý thức vinh quang đời này là phù vân chóng qua. Để được như vậy, Trước hết cần ý thức về tính chất phù vân của vinh quang và danh tiếng đời này. Trong nghi thức đăng quang xưa kia của các vị giáo hoàng, người ta thường tổ chức cực kỳ long trọng và được coi như một trong những lễ uy nghiêm nhất của giáo hội. Nhưng trước khi đức giáo hoàng được bước lên ngai tòa thánh Phê -rô và đội mũ ba tầng, thì một vị hồng y tiến đến trước mặt đức tân giáo hoàng, tay cầm một băng vải thô đúc khúc vải đó và dơ cao trước mặt vị tân giáo hoàng và nói lớn ba lần Sít răng Sít Claudia Mundi Vinh danh Thế Trần cũng sẽ tan biến như thế này Nghi thức này như muốn nhắc nhở cho vị giáo hoàng một sự thật Giữa lúc được cả thế giới chúc tụng thì Ngài phải ý thức rằng vinh quang đó chỉ là trống rỗng và như phù vân tan biến mau lệ Nếu điều đó đúng với các vị giáo hoàng thì cũng đúng với mọi tín hữu Kitô thuộc mọi giai tầng. Trong mọi thời, các tín hữu ở mọi bậc sống đều được mời gọi quyết liệt tránh xa cái bả vinh hoa để dồn mọi nỗ lực tìm vinh danh Chúa. Người ta thuật lại ông Hoàng Rốc Katonda là người đẹp trai và giàu có nhất trong vùng kia. Ông ta kiêu ngạo và háo danh, thường không thèm bắt tay những người nào không thuộc hoàng tộc đích thực. Một ngày kia, ông ta đi săn chạy tới một cái động đá trong đó ông ta thấy một ẩn sĩ già đang ngồi trầm ngâm trước cái sọ người ngạc nhiên ông hoàng rocca tonda hỏi này cụ già ông làm gì thế ông đang tìm cái gì trong cái sọ người đó nhà ẩn sĩ điểm nhiêm đáp tôi đang cố gắng tìm hiểu xem cái sọ người này là sọ của một ông hoàng hay là sọ của một người ăn mày với ý thức rằng cuộc sống của tín hữu Kitô không hề tại vinh danh chóng qua đời này, vì tất cả chúng ta đều trần trụi trước mặt Chúa và vinh quang thật của chúng ta là ở nơi Chúa. Ý thức đó giúp chúng ta vượt thắng được tính hiếu danh vốn là tật xấu vẫn không thôi theo đuổi con người. Và cho dù chúng ta thực hiện được những điều tốt đẹp, thì đó vẫn không phải là lý do để chúng ta vinh váo kiêu ngạo. Như Thánh Augustino đã nói, thiên chúa yêu thích sự khiêm nhường trong những việc hỏng hơn là sự kiêu ngạo trong những việc thành công và mahatma gandhi người đã giải phóng ấn độ khỏi ách thống trị của người anh bằng phương pháp bất bạo động khi ông thấy dân chúng hoan hô coi ông như thần tượng thì ông viết tôi cảm thấy rất khó chịu vì sự tôn thờ thái quá mà dân chúng dành cho tôi nếu họ phỉ nhổ tôi thì chắc tôi sẽ an tâm về mình hơn nếu chúng ta chỉ tìm phần thưởng nơi người đời thì chúng ta không còn công phúc trước mặt Chúa nữa. Như Chúa Giêsu đã nói về những người biệt phái, họ thích ngồi ghế đầu trong các đám tiệc, muốn được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, họ phô trương đọc kinh lâu giờ. Và khi làm phúc, Chúa dạy, anh em hãy cẩn thận đừng làm việc lành trước mặt người ta có ý khoe khoang, chẳng vậy, anh em không được phần thưởng gì nơi cha các con trên trời. Bởi thế khi làm phúc của gì các con đừng thổi kèn như kẻ giả hình làm ở hội đường và trên hè phố cốt ý cho người ta khen. Thầy bảo thật, chúng đã được phân thưởng rồi. Khi làm phúc của gì chớ cho tay trái biết việc tay phải làm để việc con làm phúc được kín đáo và cha cả là đấng thấu suốt mọi sự kín nhiệm sẽ thưởng các con. Sách giáo lý chung của giáo hội công giáo sau quản diễn ý nghĩa của lời kinh Nguyện Danh Cha Cả Sáng trong đoạn số 2814 cũng đi tới kết luận thực tế và dạy rằng Nhờ chúng ta sống đạo và cầu nguyện mà Danh Thánh Cha được cả sáng giữa chư dân. Thánh -rô Kim Ngôn đã dạy trong bài giảng 71 Chúng ta nguyện cho Danh Cha Cả Sáng vì nhờ Danh Thánh Người mà toàn thể tụ tạo sa ngã được cứu độ và thánh hóa nhưng chúng ta nguyện cho danh cha được cả sáng nơi chúng ta nhờ đời sống của ta. Nếu ta sống tốt lành, mọi người sẽ chúc tụng danh Thiên Chúa, nếu chúng ta sống tệ hại, họ sẽ xúc phạm đến danh người. Thánh Phaolô nói, chính vì các ngươi mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân. Do đó chúng ta cần cầu xin để có được trong tâm hồn sự thánh thiện danh cha cả sáng để thực thi lời Chúa dạy phải cầu nguyện cho mọi người kể cả kẻ thù. Khi đọc nguyện danh cha cả sáng, chúng ta cầu xin cho danh Chúa được tôn vinh nơi chúng ta là những người đang sống trong người và cả nơi những người được Thiên Chúa đang chờ đợi để ban ơn cho họ. Chính vì thế chúng ta không đọc nguyện danh cha cả sáng nơi chúng con, vì ta muốn danh Chúa được cả sáng nơi mọi người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.